Dạ em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã quay lại với video mới của em Rồi video tối thứ hai trong ngày cuối tuần ha Và em chúc các anh buổi tối an lành Thì hôm nay em sẽ có là những con mấy câu biển nữa Mấy tròn thì các anh có thể câu sông, hồ hoặc là đánh biển nha Và những mẫu cần câu hôm nay em có là cần câu tay lóng ngắn Có 5m4, 4m, 6m3, 4m5 Và có một cây cần câu Ikeda nha Và thêm cần câu hai khúc hai khúc ha câu đơn ngâm lăng c cây này rất là nhẹ và cần carbon các anh câu sông hồ câu thông dụng nước luôn nha và cần câu lu ba khúc cần câu súp cần súp hôm nay em có cây Daiwa hoa khoen fuji six và thêm một cây cần câu săn tra nha cho các anh đánh tra bảo lực các cây này thì các anh mang đi câu dại được luôn nha rồi phía sau thì sẽ có là cần câu lu mh cho mình thì bên em ship có toàn quốc anh nhận hàng được kiểm tra ha anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mình và các anh nhận hàng nhớ đồng kiểm với shipper giúp em Đầu tiên là em gửi đến các anh một con máy câu Fuji Ryu nha. Rồi Fuji Ryu ha, con này con này là máy máy câu đĩa các anh, có thể về mình câu uh, câu uh, suối, câu bè và mình có thể dùng để làm uh, cái uh, bảo hiểm câu đài nha các anh. Ở đây thì con này nó có kích thước là 11,5 cm, còn đường cối của nó sẽ là gần 4 cm nha. Sẵn uh, dây dù bi cho mình luôn và máy tròn máy to em sẽ đo kích thước và cân trọng lượng đầy đủ cho mình con này nó có trọng lượng là hiện tại là 414 gram các anh 414 ha và con này các anh dùng được tay trái tay phải luôn tại hiện tại nó bên tay trái nè các anh gạt nút này xuống là nó quay bên tay phải nha ở à đây nó đang có tình trạng là cứng là các anh phải điều khiển hai nút đấy hai nút ha hiện tại nó tay phải nè gạt xuống đường này là dừng còn gạt lên con này là tay trái các Đấy, nó có nhiều cấu tạo hết cho mình. Đây là cái nút lưỡi gà và xoay hai chiều đó các Ha. Đây. Đó. Trái phải đều dùng được. Cái nút này là để cho cánh gỡ ra ha, gỡ tháo cối ra. Máy mã số 1, con này em bán là 250 000 rưỡi anh. Số 1 250 nghìn ha. Fuji Rio đến từ Nhật Bản. Rồi sang mã số 2 em gửi đến canh một con máy câu Olympic. Con Olympic ha. Con này là một con Olympic Fighter 300 đó ca. Và con này 200 hình như 300 200 gì đó. Và con này thì nó có cái đường kính ở đây này là hơn 6 cm. Bề mặt tròn của nó là 8 cm nha. Máy còn khá là đẹp. Tay quay mượt mà ha có nút xả đầy đủ cho mình rồi trọng lượng của nó em cân là 516 gam ca 516 gam ở đây nó có cái nút bật tắt lưỡi gà nha đấy có tiếng lưỡi gà cho mình và có thẳng sẵn cái 5 cái nấm hạm nè cái thắng hạm á để các anh khi đóng cá nó sẽ hạm ở đây rồi máy sẽ thuộc máy quay quay bên tay phải máy câu biển người Nhật họ chơi tay phải hết nha máy mã số 2 giá bán là 220 số 2 220 nghìn và con này có tên là Olympic Fighter 300 rồi xem mã số 3 kích thước thì nó bằng con số 2 luôn nha con Olympic Dozuki 300 đấy Olympic Dozuki máy quay nhẹ nhàng mực mà ha con này thì nó có cái nút gạt hai chiều nè và cái nút xạ đấy thường thì mình đi câu mình không có dùng hai chiều đâu nó có thì cũng giống như mấy câu đứng á các anh dùng mấy câu đứng các anh biết rồi ha hai chiều các anh không quay làm gì đâu cho nên con số 2 thì nó không có con số 3 nó có nè con này thì uh, hiện tại trọng lượng của nó sẽ là 569 g nha mấy mã số 3 giá bán là 230 số 3 230 000 sang số 4 là một con máy dạng tròn và dài hơn nè Olympic xịt trong 61 <laughs> Đường kính ngang của nó là gần 8 cm, còn mặt tròn thì nó sẽ là 8 cm ạ. À. Đây, nó có sẵn cái thắng hạm cho mình nha. Nó máy chạy mượt mà, có nút xả đầy đủ cho mình luôn. Ở đây thì nó bám cặn, bám bụi ha, bám đắt. thì về mình vệ sinh lại các anh. Có nút uh, gạt một lưỡi gà nè ha. Đó, nút lưỡi gà cho mình. Rồi, nấm sư nằm tại đây và máy xuất xứ là Made in Japan. Mã số 4 giá bán là 220. Số 4 220 000 Và em cân trọng lượng chứ. Đây. Trọng lượng của máy là 754g cho con mã số 4 này. Sang mã số 5 thì kích thước của nó là nó giống luôn, nó giống con số 2 và số 3 luôn nha. O Olympic Dozuki 300 màu đen. Đấy, ngoại hình đẹp cho mình, nội địa Nhật Bản ca. Hôm nay còn sáng này còn đẹp này các màu đen ha Đấy. con này thì có giá là 300.000 ca 300.000 nha mã số 5 300k sang mã số 6 là một con rất là to ở đây cái đường kính này nó to lắm các khoảng uh, gần 11 cm ha và mặt bên này thì cái cối của nó phần cối của nó sẽ là 6,5 cm này ha phần này rồi, con này nó có trọng lượng là 928 g Con này gần 1 kg nha. Có sẵn lăng chi cước tại đây. Đây lăng chi cước. Và một chiều chút chặn thì có đầy đủ cho mình. Đó. Nút hai chiều, nút xả tại đây. Con này thì nó mắc cái tem ha, cái tem dán ở đây á các nó mắc ở đây rồi. Rồi, nó có sẵn cái đồng hồ cơ tại đây ha các anh. Đấy, nó chạy nó đo nó đo đồng hồ tại đây ạ. À. Rồi có lăng chi cước Con máy này là một con của hãng Olympic Dòng Doyuki 500DG nha Xuất xứ Nhật Bản Mã số 6 giá bán là 299k các anh Số 6 299 nha Gần 1 kg Rồi sang số 7 Là một con dạng rùa Con này của hãng Shimano Đi, uh, đi Gitana, DDC Con này thì nó có đồng hồ nhưng mà Đồng hồ của nó là hết binh rồi các anh Hiện tại thì các anh quay bình thường thôi. Mình cứ câu bình thường nha. Máy thì chạy hoạt động là nhẹ nhàng mượt mà hết. <laughs> Hàng xuất xứ nội địa Nhật bạn nha. Con này nó có vòng tu cao đó các anh. Là 4.2. Và cướp của nó các anh vào số 7 là được 200m luôn đó nha. Ok. Số 6 290 rồi nè. Còn số 8 là, 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 là 200 mấy rồi. 200 rồi ha. Số 8 200. Số 7 là 200 hơn ha. Rồi ok Con này thì nó có gạt xả cước Có gạt uh, 2 hai chiều Và có sẵn cái bánh xe ha Bánh xe mình không dùng tới Mình cứ gạt ra như vậy là được Máy quay nhẹ nhàng Thắng hạm nấm spool đầy đủ Máy mã số 7 Giá bán là 250 Số 7 250 nghìn Con này thì em sẽ đo Là kích thước ngang của nó là 9 gần 9,5 cm. Con này là 10 cm nha. Còn này thì nó khoảng 7,5 Trọng lượng của con mấy câu là Đợi một tí Nó tắt đồng hồ rồi Trọng lượng là 600 gram 600 g Rồi sang mã số 8 Gửi đến các anh một con VIP đây Con này nó nó, nó chạy rất là tốt các anh nha con này Nó lực lắm Con này là Shimano SLS các anh Màu trắng nha Và nó có đồng hồ Thì nó hết binh rồi các anh cái thay hình như thay binh ở đây nè các anh. Đó, một con Shimano Tanapita 2000 và dạng uh, hình vuông luôn các kích thước của nó khoảng uh, 10 hơn 10 cm hơn 10 cm nha đấy nó nằm á uh, nó dạng nằm nó gọn gàng ha cái thắng hạm của nó là hình tròn to luôn mình có thể uh, dễ dùng hơn ha và có cái núm uh, ở đây gạt là gạt hai chiều nha gạt hai chiều cho con máy nó uh, dít đó nó bị dít nè nó gạt được nó để lâu nó bị dít còn xả thì vẫn xả thoải mái nha lăng chi cước chạy đều luôn ca các. cánh về nhà các anh vệ sinh rồi chăm dầu vô nha Đấy. hay nhật bại về thì em không biết bảo dưỡng đâu nó test thử là ok là là lậm nha có máy này thì mã số 8 giá bán là 400 rưỡi số 8 450.000 Shimano SLS và nó có trọng lượng là 722 gram 722 <laughs> sang mã số 9 là một con Ryubi Ocean Master 70 hàng Nhật Bản con này các anh câu dít hoặc là ngâm bề ngâm sông đều được luôn các anh này phần này nó nhỏ thôi phần này của nó là gần 7 cm còn phần ngang này là khoảng 8,5 cm nha Đó, có lăng chi cước nó cầm rất là dễ các anh nó dạng tròn vậy nè ha Đó, cái cối của nó dài ha có hai chiều tất cả gạt ok hết con này là còn nguyên uh, nguyên vẹn không lỗi lầm nha <laughs> rồi máy có trọng lượng là 423 trăm giá bán là 300 trăm nghìn mã số 9 giá 300 trăm nghìn ạ à. <laughs> rồi em sang mã 10 là một con máy dạng tròn con này là một con olympic fighter 300 nó giống như cái con đầu tiên luôn ca mà con này hiện tại còn cái tem nha sáng đẹp luôn. Đó. Mấy dạng tròn nha. Rồi kích thước của nó sợ các anh quên thì em đo lại. 6 cm mặt bên này thì 8 cm nha. Rồi trọng lượng hiện tại là không có dây, trọng lượng là 485 g. Không dây ha. Đẹp cho các anh thấy được cái cối nó đẹp sáng luôn nha. Rồi, mã số là 10, giá 289.000 mã số 10 chín <laughs> em sáng mã 11 là một con to ca con đai Daiwa đai qua dynamic st60 cái dòng này nó câu siêu bạo lực luôn ca 7,5 cm phần này mặt tròn là khoảng hơn 9 cm nha có sẵn con lăng chi cước nè phần này nè cánh gì chăm dầu thôi độ đổ, đổ dầu vào là ngon luôn nha Đấy, Ốc vít thì còn đẹp, không bị uh, muối ăn, không bị rỉ sét nha. Các anh xem rất là nhiều ốc. Nút chặn đầy đủ. Có nút xả đầy đủ cho mình luôn. Đó. Có nút hai chiều luôn nha. Ok. Rồi, Daiwa Dynamic, con này em bán 200 thôi. Ngoại hình của nó thì nó Đây, nó có mấy cái điểm dơ dơ ha, 200. Mã số 11 200k. Sang mã 12 Một con Olympic Dojuki 500 này. Con này thì hàng nội địa Nhật Bản các anh ha Máy còn rất là đẹp các anh Máy còn rất đẹp ha Con này em đo kích thước cho các anh xem Còn test hoạt động chắc khỏi cần rồi ha Máy siêu đẹp rồi Con này thì 6,5 cm phần cối còn bề mặt bên này thì sẽ là 10 cm. Rồi, hiện tại nó có trọng lượng là 655 g cho con mã số là 12 giá bán là 269.000 mấy nội đi Nhật Bản nha mấy cao biển luôn rồi sang mã 13 con này là nó có bằng cái con mã 11 là khá là bằng nè ha nhưng mà nó to hơn một tí xíu con này nó là một con đai dynamic 700s mặt bên này của nó là khoảng 9 cm còn mặt tròn thì nó khoảng là 9 cm luôn các anh nhưng mà con này nó dạng tròn ngang ha đấy đăng chi cước nè máy rất là ok ca rất ok luôn ha và trọng lượng hiện tại của nó là 850 trăm năm mươi gram ca tám trăm rưỡi sẵn dây dù luôn nha máy còn tốt và đẹp luôn ạ à. rất ok nha con này thì em bán cho các anh là 290 nghìn 290 ạ à. 290 cho con này mã 13 nha mã số 13 các anh báo em mã 13 và số điện thoại Zalo các anh uh, liên hệ ở trên để cho em uh, lên đơn cho mình nhé rồi tiếp theo đến lực cần con mã 14 là cái cần uh, câu tay càng câu tay chiều dài 4m và thu gọn siêu ngắn luôn con này chỉ có là 44,5 cm thôi nha 44,5 một cây cần chất liệu carbon và hàng Nhật Bãi về nha các anh. Ngoại hình thì nó về mình trà rửa tí cho nó đẹp lại ha. Con này có ngọn là ngọn đặc, ngọn 0.7 ly. 0.7 ca Và con này chất liệu là phôi carbon pha nha, Tỷ lệ carbon của nó thì cũng chiếm tầm khoảng 50 60 gì đó nha. Nó pha cho mình. Ra căng thẳng, độ cứng này. Cái này độ cứng khoảng 3 đến 3.5 H cho mình. Thanh câu tự nhiên là ngon lành rồi nha. Trọng lượng cần là 148 g Giá bán là 400 000 g Mã 14 400 k Một cây lóng ngắn Sang mã 15 là một cây đẹp Dài 5m4 Có đi kèm túi vải ha Và thêm một cái nắp chụp luôn ạ à. Cái cần này thì Phôi uh, carbon xoắn vậy cá Xoắn hai da Carbon Kendio hàng nội địa Nhật Bản Có tem vàng nha Cần đẹp ca Nắp chụp đẹp luôn Cái căn này khi thu gọn chỉ có 51cm thôi ca Ngọn còn đẹp luôn nè Cái này người dùng họ bo làm cái đầu nè ha Hồi sẵn hết và độ mới cao Càng đẹp cho mình nha Rồi cái này thì độ cứng của nó khoảng là 3.5h cho mình ạ Đường kính ngọn càng là À không không chấm bảy thôi nha, ngọn ngọn nhỏ. 0.7 ly. Trọng lượng 236 g. Mã số 15, giá bán là 690 000 15 cây này 690. Rồi tiếp theo em sẽ phép lên một cây cần câu tay, cây này thì hàng em bán thanh lý cho mình và cái này nó rất là tiện lợi các anh. Cá nó có thể câu 5m1, 5m7 và 6m3 các anh. Đây. Cái cần này thì bên dưới tay cầm là nó có cuốn trị và nó bo bọc keo luôn rồi và cái khoen của nó là có khoen buộc dây bảo hiểm nha hơi cũ một tí xíu nói chung không sao cần còn đẹp cho mình cần này thì phôi carbon sắn và có ngọn đặc luôn độ cứng cái cần này là hơn 3.5 h ha hơn 3.5 có phôi là phôi carbon sắn và cái này thì các anh về mình câu cá tự nhiên thoải mái Đấy, một cây càng lóng ngắn ha các anh có thể uh, sai ra dùng sai thì các anh uh, các anh vặn ra thôi đây các anh vặn ra ha Đó, có thể vặn ra rồi đường kính ngọn 0.9 trọng lượng 250g chiều dài thu gọn là 74cm cái này mã số 16 giá là 169.000 thôi 16 169 16169 nha Em sang 17 là một cái cần câu Ikada. Cái này là một cái cần câu Ikada có ngọn là bên trong cái góc và mẫu cần đắp khúc nha. Chiều dài hiện tại của nó là 1m7 các anh. Có ngọn đặc nha. Và có bát là Fuji FS6 bát nhật. Có dàn khoen còn nguyên vẹn và đẹp luôn nha. Nè, khoen đẹp luôn ha. Đấy, khoen ngọn đặc cho mình. Và có khoen đề 3 là một cái khoen hình như là Fuji rồi khoen này Fuji rồi nha khoen đề 3 là Fuji bên trên là có bo chống nổ cho mình luôn Đấy. càng này càng đắp khúc rất là thẳng ha rất là thẳng và cứng cáp cái ngọn đó nè Đấy. bên dưới tay cầm thì rất là đẹp rồi có cuốn chỉ cuốn dây may có dây buộc bảo hiểm luôn cái này thì ngọn là 0.6 trọng lượng 82 g giá bán là 350 nha đây, uh, mã số 17 350.000 cần phíp ạ, à, chắc đi phíp. <laughs> em sang mã 18 là một cây cần uh, Marine, cần câu tay lóng ngắn carbon power dài 4,5. Thế cần Marine ạ. À. Cái cần này thì uh, tất cả đầu lóng còn nguyên vẹn luôn nha, còn đẹp đẽ cho mình. Độ cứng là 3 đến 3.5H. Có ngọn sợi thủy tinh đặc. Phôi carbon sẵn nổi. Bên trong đẹp ca. Bên ngoài nó xấu nhưng mà bên trong nó còn đẹp nha. <laughs> Chiều dài thu gọn của cần là 57 cm, đường kính ngọn 0.7, trọng lượng 141 g. Giá bán là 600 000 cho cây này. Cái này hàng nội địa Nhật Bản nha, Madine, nè. Mã số 18, 600k. Sang mã 19 là một cây cần đáp khúc cho các anh câu đơn ngâm lăng C đánh sông hồ thoải mái luôn các anh. Cây này các anh có thể tải nháy thật để câu cá lóc được nha. Cái cần Windagon dài 2.1m và độ cứng là 60 đến 100k. 60 đến 100 nha. Chất liệu là carbon và tay cầm mút có khuyên buộc dây bảo hiểm luôn. Có phôi carbon này các. Khuyên bát là khuyên bát hạng nha. Đó, còn nguyên vẹn bo chống độ đầy đủ luôn. Cái này rất là nhẹ các anh, rất nhẹ, đệm căng. Trọng lượng của nó là 168 gram thôi. Và có cái ngọn là to các anh. cái này ngọn gần 3 ly ha. Ngọn gần 3 ly cứng 60 đến 100 có cảm giác tốt và độ cứng cao tại mồi ném xa được cái căn này rồi mã số là 10 uh, 16 17 18 mã 19 căn 19 ha giá bán là 369 k 19 369 rồi xe mã 20 là một cái cần câu lưu 3 khúc 1m8 cái này là của dòng Happy Sunday bạn China xuất thị trường Nhật uh, cái này đủ <laughs> độ cứng là ML các anh. Cần câu lưu độ cứng ML chất liệu phép. Khoen là khoen lóc. Hàng là hàng nhật bãi về nha. Cần đã qua sử dụng. Có bo chống nổ đầy đủ luôn. Một cây ba khúc nhỏ gọn. Tiện lợi cho các anh mang đi cọc Cái cành này cứng ML các anh. Rồi em xin phép đo chiều dài thu gọn ha. thu gọn chỉ có 66cm thôi. 66cm. Trọng lượng của cần là 117g. Giá bán là 190 000 Mã số uh, 20 190. Trước em bán 250 đó các anh. Anh nào đã mua từng mua càng này các anh biết nha, 250 đó. Cái này hôm nay là bán 190 000 <laughs> Rồi sang mã 21 là một mẫu cần câu súp, cần carbon. Về can câu lăn lăng xê câu lục đầu cần gần bờ. Câu biển đều được nha, câu ngâm. Cây cần này dài 36 độ cứng 25, cứng 25 của cần lục á ha phụ hạng siêu xa có khen bát Fuji dàn khen Fuji cho mình phôi ngọn đẹp nha nước sơn đẹp cái này tất cả ngọn tất cả các lóng đều đẹp trừ cái lóng thứ hai này nè có mấy cái điểm xuất nhỏ thôi không ảnh hưởng đâu ha ừ, đưa, đưa xa là không thấy ha <laughs> rồi căn độ cứng 25 thì nó rơi tầm độ cứng của ex đó ca ex ha đường kính ngọn 2 ly, trọng lượng 294 g Mã số 21 giá bán là 580 000 <laughs> Em sang mã 22 là một cây cần 39, một cây cần hạng Everdy Field, Landy Soup. Cây cần này có khoen bát hạng ha. Và ngọn cây này là 2.3 ly. Độ cứng cũng là 25. Rơi tầm là EX cho mình. nước sơn màu bạc bên trong độ mới còn cao hoa chỉ có lóng thứ hai thì nó cũng tương tự cây kia nó có mấy cái điểm xước nhỏ nha mấy điểm xước nhỏ xước sơn các anh đường kính ngọn 2.3 trọng lượng 326g cái này bán là 500 nha mã 22 500.000 càng carbon ạ à. sang 23 là một cái cần cây cây này là vip rồi các anh cái này là của Daiwa rồi ha một cái cần uh, Daiwa extra sub dài 425 độ cứng 30T nha và cái này xuất xứ là China xuất thị trường Nhật ca có mã cốt đây các anh muốn biết hàng chính hàng hay không các anh nhìn mã cốt và cái tem vàng nha mã cốt các anh cứ gọi có tên đầy đủ đây model của nó đây nè extra sub nha rồi đế còn rất là đẹp luôn cái này còn mới rất là mới các anh cái này là dòng sách tay cho mình nha và cái bát của nó là bát Fuji kháng mặn nè Fuji NS7 Fuji đời cao rồi ha Và nắp chụp Fuji đi kèm luôn ha Cái này thì có dàn khuyên là Fuji loại sứ xích Đây độ mới là cực kỳ cao cho mình Đầu bu môi chè chống sóng dây các anh. Đây, rất đẹp nha. Rất rất đẹp và có định vị khoen đây định vị khoen nó giống như cái mẫu đai hòa, hình như đai hoa súp đó ha này, màu trắng tinh luôn các anh siêu trắng luôn ha trắng đen nhìn nó rất là đẹp và lực lắm các anh cái này cứng 30 mươi lận ha cái này cứng 30 câu lực lắm cái này các anh có thể nếu mà câu câu lục thì các anh câu 40 50 mét độ lại nha và câu bạc bãi biển đều thì thoải mái rồi nha bạc bãi biển là vô cùng thoải mái luôn rồi, các anh về câu đơn, câu ngâm thì nói chung là thoải mái hết á Thì câu lục thì câu vừa 40-50 mét là đủ khổ rồi, đủ ném khổ rồi ha Rồi cái căn này thì em sẽ có hỗ trợ hạ bát cho mình nha Ngọn là 2.5, trọng lượng 448 gram Góc tay cầm là 22.7 Căn này em bán là 3 triệu 860 nha 3 triệu 860 nghìn Và mã số cần là 23 Sang mã 24 là cần câu hai khúc cho các anh về câu tra có thể đánh săn hàng dịch vụ đều được nha. Mình đi câu biển cũng được luôn ca. Cái cần này là mang cái dàn khuyên Fuji Titanium á ha. Và cây cần này chiều dài là 3,2 m độ cứng là ít 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 rất là cứng nha ca. Đây. Rất cứng. Và cái này thì thuộc cái dòng của hãng đây, Tonwet nha, Tonwet. Có bát vặn Fuji và ở đây thì nó trống trượt luôn ca có cái trống trượt ha đây là cái vặn đây trống trượt hồi carbon rất là dày và cứng luôn nha cái này các anh tại mồi uh, đi uh, câu tra đánh dịch vụ tại mồi nặng đều được ha một ký rưỡi đều được luôn ca dòng khoen Fuji titanium bảy màu titan đó, ha quen titan và ngọn to ngọn 3 8 tám ly ca đây bộ 16 nha các còn to rồi các anh có thể tại cá to vài chục ký được ha ngọn là 3.8 trọng lượng 566 g cây này có hai khúc giá bán là 1 triệu 950 k mà 24 1 triệu 950.000 nha Đây là phôi cần chính hạn cho mình luôn á ha rồi sang mã 25 là một cây cần hai khúc. Các anh có thể câu bè, câu đơn hoặc là mình câu dít cho cây này. Cây này chất liệu carbon và có cái ngọn là sợi thủy tinh đặc ha. Mình đánh biển được ha. Dàn khuyên cần là dàn khuyên uh, khuyên hạng. Và có uh, bát là bát hạng luôn. Cái này nó của hạng Perdomadine đó ca. Hạng Perdomadine. ngoại hình đẹp khoen còn sáng đó khoen được mài tròn ha các anh khoen cũng cần là được mài tròn cho mình Bò chống độ phôi này rất là bóng luôn ha cái căn này có chiều dài là 1m8 độ cứng là 80 đến 150 căn ngọn căn là 1.4 ly trọng lượng là 190 g ngọn nhỏ nhưng mà rất là lực nha, cứng rất là cao giá bán của cây này là 690.000 mà 26 609 rồi sang 27 gửi đến các anh một cây cần câu lưu ha cho các anh về lưu lóc chẹm lưu vượt cần dài 2m4 độ cứng MH tại mồi 10g đến 30g được tại cái cần này là 10 đến 20 lb ha đây là hàng nhật bại cho mình các đến từ hãng Kingston Kingston độ mới rất cao cần là trắng luôn ha trắng bạch luôn cái này thì các anh gắn cho máy đứng nha có thể tại nháy thật môi mềm môi giả đều được một cái cần câu luôn nó rất là dai cái phô nó cực kỳ dai và cứng nha vừa cứng cáp vừa dai vừa có độ nảy ngón cây này là khoảng là 1.92 ly nha các 1.92 ly giá bán là 750 nghìn có trọng lượng là 154 g 154 g ha mã số 27 rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Anh nào cần đặt hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692. Xin chào tạm biệt các anh.